Xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây của con nha. Ngày mới thì con chúc quý cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Thì hôm nay con giới thiệu cho cô chú xem một cái cây mai, một cái cây mai của ông anh gửi trong vườn. Đó. Thì đây là cây khế nè cô chú, cây khế này hôm nay con mới làm lại nè. Đó, thì nước dày thứ 4, thứ 5 gì đó mới định hình được nhiêu đây. Chắc cái nước dây này thêm nước dây nữa thì mới là ổn nữa. Này thì mới có định hình vậy thôi. Thì nó rất lượt lại cũng khá là nhiều ha. Giờ mấy tay cành nó cũng bự bự hết rồi nè cô chú. Đó, mình nuôi cỡ tới này nè. Đó, bây giờ vô cái giai đoạn cuối rồi. Nói chung là nó cũng khá là ổn rồi. Rồi, con mời cô chú qua coi cây mai ha, cho không có công. Còn đây là cây ổi của con nè, hôm nay cái ổi bọng này cũng ra tay lớn lớn hết trơn nè cô chú. Quá trình nuôi thì cũng lâu lắm, năm mấy à. Đó, chậu 1m2 chung hôm nay là đầy đủ hết rồi nè, từ trên xuống dưới khỏe mạnh. Rồi đây là cây mai, cây mai này là một cái cây mai dảo của chú đó, cây mai dảo ha, cốt khá là lớn. Cây mai này mai dảo rin. Đó, dạo riêng bông rất là đẹp. Đó, thì cắt ra từ một cái cây tàn lớn. Cây này thì của ông anh ha. Số điện thoại con có để trên màn hình. Có gì cô chú yêu thích, muốn giao lưu thì cứ gọi trực tiếp. Thì chút xíu con quay xong con cho giá luôn ha. Thì giá này thì cũng có ông anh đưa ra cho. Thì con cũng hết cây quay rồi, cho nên là cây này đáng lý ra là chưa quay. Để làm là thêm thời gian nữa, nhưng mà thôi quay giới thiệu cho cô chú tham khảo luôn. Nó cao khoảng 1m nha cô chú, có hơn chút xíu, tàn ngang khoảng 1,5m. Đó, có cái cành phóng dương dương ra ngoài này chút xíu. Nói chung là đang bẻ theo cái tàn tứ diện tròn do ha. Thì để con đi vòng cho mình tham khảo ha. Đó. Thì tai thì nó mới có bằng ngón tay mình thôi, nhỏ hơn, có khi có cái thì bự hơn. Đó cô chú, đang ôm dây ha. Nói chung đủ nhánh hết trơn rồi. Khi mà nó lớn lên mình có thể lược lại nè, lược lại bỏ một số nhánh cũng được. Hoặc là để cho đầy tàn luôn vậy cũng được. Đó. Thì nó có một cái dáng cong rất là đẹp nè. Cái này hơi trời lúc này mưa rất là nhiều của chú ơi, miền Tây mưa quá trời, ngày nào cũng mưa. Muốn kiếm chút xíu nắng để quay cũng khó. Đó, nguyên cái củ vậy đó cô chú. Cái này nó nở lắm, nguyên cái bộ đế hoành tráng lắm, lấp bớt rồi. Để con xa xa cái đi rồi con vô cho cô chú xem chi tiết luôn ha. À, trong cái chậu 1m cô chú, đây là chậu 1m ha. Một cây dảo riêng nè, bông nó nè, ủa lộn lá nó nè cô chú. Thì cô chú cũng thông cảm xem giúp con ha, để cho kênh còn tương tác đó. Tại vì lâu nay gần 3 tháng nay con không có đi đâu được hết đó. Toàn là ở nhà không. Thì anh em cũng gửi clip, nhưng mà có những cái clip anh em không có biết quay, không có cái thiết bị chuyên nghiệp, cho nên là mình quay những cái clip nó nhìn nó không có được rõ nét, thì cô chú cũng thông cảm giúp. À, thì để qua dịch thì con mới quay lại rõ ràng cho mình xem ha. Đây là cái dòng con đi từ dưới lên trên đi đó. Cái dòng đế này cô chú thì hết thước dây, nhưng mà nó còn nữa nha cô chú, cái này nó còn xa lắm, còn ra nhiều lắm. Cái hoành đế này hoành tráng lắm, chung là đế cái dắt này đó, bàn tay mình bên đây thì nó không bằng bên kia đó. Nhưng mà nó sâu dưới này có nè. Nè. Đó. Thì này, cái này thì phía này nó không có nổi. Để con đi giáp vòng luôn đi. Cái này á, là do lúc đầu trồng phô quá, phô lên quá, thấy cái đế nó đẹp quá. Trồng phô lên nhiều quá. Cho nên là nó nắng nó táp không hay. Khi mà hay rồi đục ra thì bây giờ tha keo lại thì nó bắt đầu nó kéo lại nè cô chú.
Hai cái nhánh này sở dĩ để đằng cho nó rút nhựa lên nhanh nhanh, đằng nó kéo cái này nè, nó cũng bị giác nhiêu đây nè. Đó thì nói chung là từ từ cái này sẽ liền lại cô chú ơi. Đó nó kéo vậy là nó sẽ liền lại. Đó. Lấp lên một lớp đất dày lắm nha cô chú, đó, hơn 10 cm á. Cái này bộ đế dữ lắm, bộ đế mà thành phẩm cô chú môi ra nhìn đẹp lắm. Đây. Đó. Thì cái dòng đế này thì đo hiện giờ mình thấy là 1,5 m ha. Đó. Cái vị trí này cũng đo là 56. Đó. 56 hoành. Cái trên này là 52 ha. 52. Còn ở trên này là 45. Đó, lên trên này nó còn 43 ha. Cây này cũng khá là nâng cây. À, nó lùng lực lắm cô chú. Nhìn nó có một khúc à. Đó, hai cái thân ở trên, một thân 35 ha, thân chính lớn bên này 35. Thân bên đó là 32 là 3 30. Còn cái thóp thân á, từ ngay ngã ba này xuống tới này là 45. Đây, nó có cái đường cong vậy nè cô chú. Đó, nó cộng cái nó lên đây thì cái đường từ từ cái này lên tới trên cái ngọn nó thì nó khoảng 50 50 có hơn của chú. Nó có những cái mặt cắt nè, đó mặt cắt thì xử lý cũng khá là kỹ, thì toàn bộ mép nó cuốn ở ngoài hết, ở trong thì nó cũng không có mục ha. Thì hiện giờ là một cái tàn tròn vậy đó. Này, cô chú thấy cái đường cong đó nè. Đó, trời thì chuyển mưa của chú, mây có khi nó kéo lúc sáng lúc tối ấy, nên mình quay cũng cái thời tiết này rất là khó chịu. Một cái đường cong lắc lượng của chú, đó, nguyên cái dách này của chú thấy không? Đây, nguyên cái dách này, cong lên nè. Đặc biệt cái bộ đế phía này nhìn hoành tráng lắm cô chú, nguyên cái dách đế này, con đo gang tay qua đây nè, một gang rưỡi tay cộng lại cũng thấy to đùng. Cái đế cây này cây lâu năm cô chú, một cái cây tàn lớn lắm mà người ta cắt xuống cái phôi vậy là cô chú biết nè, cái thân nó nè bên này nhỏ hơn chút. Nhánh thì đó bằng ngón tay, ngón tay rồi cô chú. Cái ngọn nó lên đây chắc nó còn khoảng 20 cô chú. À, cái ngọn khoảng 20 ha. À, đang bẻ theo cái kiểu tứ diện mà cái này thì còn có thể lược lại nữa ha. Cây thì rất là khỏe, rất là sung đó. Trong cái chậu 1 m lắp lên hơi khác là cao. Rồi cái này thì báo giá là 45 triệu cô chú, 45 triệu. Thì cô chú có yêu thích thì gọi trực tiếp. Số điện thoại con có để trên màn hình ha. Cây này là cây của một ông anh gửi cho nên là không phải cây của con ha. Cô chú yêu thích cây này muốn giao lưu thì mình cứ trực tiếp gọi để mình thương lượng. Thì giá cả thì mình nói chuyện trực tiếp thì nó dễ hơn. Đó. Thì 45 nhưng mà mình có thể thương lượng với chủ cây để rõ ràng chính xác hơn. Cây này thì năm nay Tết này thì mình chơi được ít bông thôi cô chú ơi. Cũng có bông nhưng mà ít thôi. Này, mấy cái nụ ngò diết còn nhỏ thôi. Là tại vì cũng mới à. Năm sau nữa thì mới nhiều. Đó. Nói chung cái phong cây nhìn thì lực lắm mấy cô chú.
phong cây nhìn lực đế đồ này nọ mình moi ra hết là đế hoành tráng lắm đó. Để cô chú trồng mình đừng có dội mà đưa đưa cái rễ lên nhiều quá, cô chú đưa quá mình nhiều cây á, mình chăm mình không kỹ á nó bị táp nắng là nó bị cháy ở trên, may là nó không cháy bên này ha, nó chỉ cháy có hai cái đó, kịp thời xử lý thì nó bắt đầu nó kéo lại. Rồi cây giảo rin ha, không ghép miếng nào cho hết cô chú, toàn bộ là không ghép ha. Đó ghép là người ta ghép vô mấy cái đầu cành đây nè cô chú, mấy cái đầu mặt cắt thôi ha, còn này là nhánh nó ra tự nhiên, toàn bộ là tự nhiên hết cô chú. Đó cô chú ha, không có cái nào là ghép hết ha. Mình giảo rin bông nó đẹp lắm rồi cô chú ơi, không cần ghép đâu. Đó, cô chú ha. Đó, mấy nhánh nó ra vậy đó. Cò lắc lắm. Đó, thì cô chú yêu thích thì cứ trực tiếp liên hệ với chủ cây, số điện thoại con có để trên màn hình. Rồi cô chú có yêu thích kênh thì xin mời nhấn đăng ký giúp con. Cô chú nhấn đăng ký xong rồi nhấn luôn cái chuông á, có chữ dành cho tất cả, để khi có thông báo mới từ kênh thì mình sẽ thấy được hả cô chú. Con rất cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ con. Con cũng quay khá kỹ cây này rồi ha. Con xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mình trong những video tiếp theo.